Em xin chào mọi người nhé. Hôm nay em xin quay cho mọi người đúng một chính thức một con hổ về trại luôn này. Đúng chất một con hổ đậm chất luôn, chó bảo vệ. Đây. Rách, chó cảnh sát nhập Hà Lan 55 cân. Đây. Ở dưới này nhìn hơi bé đúng không? Một con chó về cái dòng KNPV này 55 cân thì nhìn hơi bé. Rách đây. Lấy dép đây, lên đây. Rách đây. Đấy. Rách ơi, nhả. Nhả. Đây. Rách, đây. Đây, đây. Không sợ đâu, không sợ đâu. Ngồi. Ôi, mọi người nhìn lưng của nó nhìn. Ngồi. Cười à? Ngồi. 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 Nằm. 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 Đây, đúng chất hổ văn mọi người nhá. Này. Thấy không? Mọi người thấy sọc không? Nói chung là mọi người phải nhìn con chó 55 cân ở ngoài nó mới khủng được nha. Nhìn ở ngoài nhìn nó hầm hố lắm mọi người ạ. Nó về đây đợt này nó hơi gầy chút, phải cho nó lên tí nữa. Chung là lúc 55 cân là lúc phong độ thôi, còn bây giờ thì nó chơi. Nào. Con này bây giờ rơi tầm khoảng 49-50 thôi. Cạnh. Nào. Rất, bây giờ những con này chưa làm quen lắm. Chính thức là hôm nay em giới thiệu một chiến binh mới của nhà của trại Long Biên mọi người nha. Năm. Một em rách hổ vằn đến từ Hà Lan. Ngồi. Đừng nói nữa chị nhỉ. Hai người nói nó loạn. Chào. Úi. Đấy, đấy. Đất hơi gồ gà đúng không? Rồi đi hai chân ác luôn. Xuống. Rất xuống. Xuống. Xua. Ngồi. Ngồi. Nói chung là vừa mới bắt về hôm qua mọi người ạ. Hơi rén. Những con này nó cắn. Tầm con rách này nó cắn thì không phải là cắn cắn đau nữa mà nó cắn thì chắc là vỡ xương luôn. Nhả. Rách nhả. 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 Mọi người nhìn cái mặt nó này. Đầu như lột cơm điện luôn đúng không? Đậm chất gọi là đúng chó bảo vệ luôn này. Sát thủ luôn đấy. Mọi người ra, mọi người nhìn tận mắt mới thấy là độ khủng của nó mọi người nhá. Hôm qua mấy anh khách. Mấy anh khách đến bắt chó con nhìn thấy choáng luôn, lép hết vào một góc. Đây mọi người nhìn này. Con này lệnh nó là hay đấy đúng không, nhưng mà bây giờ chưa kết nối được rồi. Chưa dám mấy. Rách đây. Rách. Nhả. Đấy bảo nhả là nhả ngay nhưng mà sợ. Nói chứ thôi mọi người ạ, nhìn con chó ghê lắm, chưa có bắt được. Đấy. Ngồi. Rách ngồi. 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 Nằm. Nằm. Con này là lên báo một lần rồi đấy. Nhưng mà không phải lên báo chó mà báo cắn người. Ngày xưa cắn đi đòi lợ cắn nát tay luôn. Thế là bố Hưng tí đi tù ấy chứ. Con này này, nó cắn nát tay vì cái tội đợt đấy thằng ấy lợ tiền không giả ấy. Đấy nhờ, thế là chủ vác chó đi đòi lợ đấy. Cuối cùng là lát hết một tay. Nhà rách. Đúng kiểu này là bảo kê kinh khủng luôn mọi người ạ. 50 mấy cân thì mọi người cảm nhận xem nào. Anh Hồng bây giờ, anh Hồng này đứng này không là anh Hồng cái đầu của nó rơi bằng gần bằng ngực luôn rồi. Sợ lắm, mới quen chưa quen cầm rén rồi hơi rén mọi người ạ. Nếu cái bạn khủng này thì mọi người là cái như kiểu là Mexico hoặc là như trước bọn em ấy thì lại bên em quen sờ hoặc là sờ chó các thứ quen rồi ấy, nhưng mà đến con này con này hơi rén tay mọi người ạ. Tại vì nó to quá mọi người. Nó ghê quá. Với cả con này nó là nó có tiếng rồi. Đúng rồi. Có tiếng là sát thủ rồi, gọi là rách sát thủ mà. Ngồi.
bảo ngồi tại cái cạnh chưa quen này. Đây à, hai chân, hello. À, đi cạnh. Ấy. Chưa kết nối được nên ra là làm lạnh nó không được hay lắm. Chứ con này nó đi hai chân cũng là tương đối ác ấy. Mọi người theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh nhé. Đợt tới em sẽ lên những cái video nào hay hơn về bạn Jack này cho mọi người. Còn bạn Jack này thì hôm qua em mới đón về trại thôi, nên là chưa kết nối hết được với mọi người. Biết là cái con Jack này thì nó này. Ôi. Nó là dòng KNPV mọi người nhá, chứ không phải là Hà Lan. Đấy. Nhưng mà KNPV nó là giữa Hà Lan và Mali. Tuy nhiên thì cái con bản thân con này này, cái máu Mali trong người nó nhiều hơn, rất là nhiều. Nên là nó phối với cả Malinois bây giờ ấy, nó sẽ ra cái màu của Malinois rất là nhiều mọi người nhá. Vì máu con này là 4/5 là Mali, nó chỉ có 1/1 của Hà Lan thôi. Nên những cái con này nó ra màu của Mali rất là nhiều và người ta kết hợp như thế để người ta lấy cái gậy xét của nó. Người ta lấy cái thần kinh của con Mali, độ tĩnh của con đây, lấy cái này. Đấy. Người ta lấy cái khung gọng của con Mali mọi người nhá. Đây là người ta lai tạo có chọn lọc, chứ người ta không phải là như Việt Nam là lấy đây là lai cho vui. Đấy. Vì là bên này là bên chó cảnh sát Hà Lan, người ta lai cơ, chứ không phải là như cả mình là mình tự xuống nên mình cứ lai lung tung mọi người nhá. Nếu mà mọi người để ý thì trước tuần vừa rồi nhỉ, tuần cách hơn một tuần vừa rồi em cũng lên một đàn là con của con Jack này đấy. Thì đầu thủ rất là đẹp đấy mọi người ạ. Không được chê đâu được. Cái dép này mà không nhìn thấy ạ. Cái dép ngay đây mà không thấy. Nó quần cho cái đám này lát nát hết. Đấy, lấy đi. Đấy. Lấy đây. Đúng không? Con này chưa kết nối được. Rồi, super nhà. Rất nhà. Thế ra những cái bạn này được huấn luyện rồi rất là thuần mọi người ạ. Tính thuần với lại lệnh của nó rất là thuần mọi người nhá, chứ không đốp nhắng như Mali, đốp chát hoặc là không nhắng như Mali hoặc là giống mà Red Bull với cả nát mà cầm như này thì thôi. Đúng rồi. Như trước mọi người thấy không, cái con Red Bull trước em cầm về thì không thể nào mà làm nổi. Không thể ra được cái clip là cho mọi người xem. Cái dòng mỗi dòng nó có một cái hay riêng đấy. Như bọn Red Bull nó là chó cảnh sát xét. Nó bé nhưng nó rất là nhanh, còn cái bọn này là nó kiểu chó cảnh sát Hà Lan, nó to thì nó sẽ đôi đôi với chậm nhưng mà cái lực cắn của nó gọi là vỡ xương luôn. Nó về chân áp luôn. Lên báo rồi, nhưng mà lên báo an ninh thủ đô không phải là lên báo về chó làm việc. Đấy. Mọi người nhá, mọi người theo dõi video, nhớ like và đăng ký kênh để có những cái video hay hơn cho mọi người theo dõi ạ. Hẹn mọi người 4 tháng nữa để có những cái sản phẩm đầu tay nhá. Vì phối về 2 tháng chữa cả 2 tháng cho con mới xuất chuồng được đúng không? Đúng ít rồi. Nhất là 4 tháng nữa. Sang năm 2024 đi. Rồi xin chào mọi người. Mọi người chuẩn bị có những lứa con của bạn này siêu khủng cho mọi người đây. Em xin chào mọi người ạ.